Rồi. Như vậy thì chúng ta đã kết thúc cái phần chương 4, chúng ta nói về phân tích môi trường bên ngoài, đó là những cái nhóm bên ngoài để chúng ta xác định được các cái cơ hội cũng như là cái nguy cơ đối với cái chiến lược, đối với hoạt động kinh doanh, với cái chiến lược của chúng ta. Và sang cái phần tiếp theo là chúng ta phân tích nội bộ của công ty. Và bản chất của phân tích nội bộ công ty đó là thực ra là để chúng ta xác định xem là những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình ở chỗ nào, và từ đó thì chúng ta sẽ có cái khai thác hay là khắc phục những cái điểm yếu, khai thác những cái điểm mạnh cho nó phù hợp trong cái chiến lược của chúng ta. Đó, mục tiêu là vậy. Như vậy nội dung ở trong cái chương này đó thì nó có 5 cái phần. Thứ nhất, chúng ta nói về cái phân tích nội bộ, những cái nguyên tắc chúng ta cần phải chú ý. Thứ hai là phân tích theo chuỗi giá trị. Thứ ba là cái quan điểm về nguồn lực, đúng không ạ? Thứ tư là phân tích theo các hoạt động chức năng. Và thứ năm đó là cái kỹ thuật phân tích SWOT. Như vậy, thứ nhất, chúng ta nói về cái cần phải chú ý khi chúng ta phân tích nội bộ của công ty. Như vậy, các chị chú ý giùm tôi thế này. Chúng ta phân tích nội bộ là chúng ta để chúng ta xác định được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Và nói về mạnh yếu thì chúng ta phải có so sánh. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có so sánh đó, thì mình không thể kết luận được là mạnh hay yếu được. Cho nên là nó phụ thuộc vào đối thủ cạnh tranh của mình là ai. Và cái so sánh ở trong phân tích chiến lược, cái so sánh đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý để chúng ta so sánh đó là so sánh với các đối thủ cạnh tranh của mình. Đó là cái mà các anh chị cần phải chú ý. Lưu ý giùm tôi, rất nhiều trường hợp là chúng ta không, khi mà phân tích ra chúng ta quên cái này. Phân tích nội bộ của mình mà mình không so sánh thì nó giống như là chúng ta tự soi gương, mình tự đánh giá mình. Đúng không? Còn nếu như mình phải so sánh nữa thì mới biết được. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình nói về cầu thủ bóng đá đi, nói ví dụ bạn nói cầu thủ bóng đá. Như vậy thì nếu như so sánh cầu thủ bóng đá Việt Nam chẳng hạn, Đoàn Văn Hậu chẳng hạn, ví dụ bạn, nhưng mà cao 1m75, 1m85 chứ, cao 1m85. To con, bự con, rất là khỏe. Như vậy thì chúng ta thấy là như vậy đây là cái cầu thủ có điểm mạnh, đó là về thể hình, thể lực, đó là điểm mạnh. Nếu mà so với chuẩn người Việt Nam, đúng không? Tuy nhiên đi sang châu Âu một cái là lúc đó chưa chắc nó là cái điểm mạnh của mình. Đúng không? Sang châu Âu so với các cầu thủ châu Âu cái như vậy, họ cao 1m8, trên 1m8 người ta mới bình thường, bự tô con hơn nữa, khỏe hơn nhiều đó. Như vậy thì mình lại có khi cái đó là cái điểm yếu của mình. Đó, như vậy chúng ta phải so sánh với các đối thủ cạnh tranh thì mới rõ được là đâu là cái điểm mạnh, đâu là điểm yếu. Như vậy đối thủ cạnh tranh mình cần so sánh là ai? Đó chính là những đối thủ cạnh tranh mà chúng ta đã, khi mình phân tích, nhưng mà khi mà chúng ta phân tích cái môi trường hoạt động đó, chúng ta đã có cái ma trận hình ảnh cạnh tranh và xác định được là đâu là cái đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, đâu là thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi. Và đương nhiên là cái anh mà mình cần chú ý nhất đó là cái đối thủ cạnh tranh mạnh nhất ở trong ngành của mình đó, cái anh cạnh tranh lớn nhất trong ngành của mình đó là những cái mình chú ý. Và đương nhiên chúng ta cũng phải so sánh với lại, trong thực tế là chúng ta phải so sánh với các đối thủ cạnh tranh ở trong thực tế ha. Còn đương nhiên là trong cái trường hợp mà tôi yêu cầu anh chị làm thì anh chị cần so sánh với một đối thủ cạnh tranh mạnh nhất thôi để chúng ta làm bài tập. Nhưng lưu ý là trong thực tế mình phân tích là phải so với lại các đối thủ cạnh tranh của mình. Như vậy thì hoạt động nội bộ chúng ta phải đặt trong cái tương quan với lại các đối thủ cạnh tranh khác để phân tích. Đó là cái thứ nhất, là chúng ta khi phân tích nội bộ phải so sánh với đối thủ cạnh tranh. Một số trường hợp thì khi phân tích chúng ta có thể so sánh với lại các nhân tố, nó gọi là cái nhân tố tạo ra cái sự thành công ở trong ngành. Hay là có thể so sánh với các cái chuẩn mực của ngành.
có một số ngành nó có những cái chuẩn mực đó, ví dụ như ngân hàng mình so sánh. Nhưng mà thì giả sử như mình so sánh với lại cái tỷ lệ về nợ nợ xấu chẳng hạn, đúng không? Như vậy thì tỷ lệ nợ xấu mình so với lại, nếu xác định Vietcombank là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, như vậy thì so sánh Vietinbank với lại Vietcombank tỷ lệ nợ xấu như thế nào, ví dụ vậy. Bên cạnh đó chúng ta có thể so sánh tiếp là gì, so với lại cái chuẩn mực của ngành ngân hàng nợ xấu không được quá 3%, như vậy thì trên tổng dư nợ chẳng hạn, như vậy thì đang ở mức nào, chúng ta có thể so thêm với lại cái chuẩn mực của ngành. Hay là ví dụ trong một số ngành viễn thông nó có những cái tiêu chuẩn của ngành ngành y y tế, người ta có những cái chuẩn mực, có những cái tiêu chuẩn đó, như vậy chúng ta có thể so sánh với những cái tiêu chuẩn đó. Thì đó là cái thứ hai, chúng ta có thể so sánh thêm để mình xem được mình đang ở mức nào. Cái thứ ba nữa là chúng ta có thể so sánh dựa vào dữ liệu quá khứ. Thì cái này là chúng ta so sánh với quá khứ để làm gì, để chúng ta thấy được cái xu thế. Tôi đặt cái này sau cùng, tại vì đây là cái mà cái chúng ta tự so sánh với mình, và bản chất là mình xem cái xu hướng của mình thôi, chúng ta đặt sau cùng. Nhiều khi là chúng ta hay lấy cái này chúng ta làm đầu tiên, nhưng mà lưu ý là cái quan trọng với phân tích nội bộ chúng ta là phải so với lại người khác, so với bên ngoài đó. Cho nên là so với quá khứ là mình so sau cùng. Chúng ta rất tự hào là cái tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của mình hàng năm nó đều tăng trưởng ổn định, nhưng mà nhìn thấy bên ngoài người ta tăng quá trời, mình tăng bao nhiêu chưa thua, thì như vậy thì chưa tốt, đúng không ạ? Như vậy chúng ta nhìn nội bộ mình là một cái là để xem cái xu hướng thì cũng được, nhưng lại phải so thêm với cái bên ngoài nữa thì mới là tốt. Thiên hạ người ta tăng trưởng toàn 20% thôi, mình tăng trưởng 15% là tự vỗ tay cái có quá ngon, quá ngon, quá ngon. Nhưng mà kho thiên hạ họ đang 20% kìa. Thì đó là cái mà tôi chú ý đầu tiên, là khi phân tích nội bộ thì các chị phải chú ý so sánh, so sánh với các đối thủ cạnh tranh, với những cái chuẩn mực của ngành, và chúng ta cũng có thể so sánh với những cái số liệu quá khứ. Rồi tôi làm cái đó thì tôi nói một ý nhanh như vậy thôi để chúng ta hình dung, cho nó tập trung vào những cái vấn đề chính của các anh chị. Rồi tiếp theo đó là chúng ta phân tích một cái kỹ thuật phân tích để giúp chúng ta có thể phân tích được, đó là phân tích theo chuỗi giá trị. Cái slide của tôi nó hơi ngắn cho các chị chờ để tôi kiếm cái, tôi lấy cái file nó chi tiết lên, có thể các chị có hình dung. Từ cái slide của tôi giảng ở trên lớp thì tôi có thể tôi vẽ là tôi diễn giải nó dễ, ở đây thì các chị có thể khó. Đây phân tích cho anh chị chiếu này lên để các chị hình dung. Như vậy thì cái mô hình mà phân tích chuỗi giá trị này đó, tác giả mà cái người đưa ra cái mô hình này đó là ông Michael Porter. Ông Michael Porter đưa ra cái mô hình này, và cái mô hình này được sử dụng để làm gì, sử dụng để trong phân tích đánh giá về cái chiến lược cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh để sử dụng trong cái này, các hoạt động để tạo ra cái chuỗi giá trị, sử dụng trong đây. Như vậy thì chúng ta hình dung là chiến lược cạnh tranh là gì, là phân tích cho một sản phẩm dịch vụ cụ thể để ở trong một cái thị trường cụ thể. Chiến lược cạnh tranh là chiến lược cấp 2 đó, cấp kinh doanh đó, là chiến lược cho một sản phẩm, cho một dịch vụ. Cho nên là khi phân tích chuỗi giá trị là phải phân tích chuỗi giá trị cho một cái sản phẩm nào đó, không thể phân tích chung được.
phân tích cho một cái sản phẩm dịch vụ cụ thể nào đó. Tôi nói ví dụ ngân hàng, như vậy chúng ta có thể phân tích cái chuỗi giá trị cho cái sản phẩm dịch vụ đó là thẻ ATM chẳng hạn, ví dụ đó là một cái dịch sản phẩm, một cái dịch vụ của mình. Đấy, như vậy phân tích riêng cho nó, hay là phân tích cho Tôn Phương Nam chẳng hạn, Tôn của mình đó. Như vậy thì chúng ta phân tích đó là sản phẩm tôn mạ chẳng hạn như vậy, thì đó là một cái loại sản phẩm. Như vậy thì quan điểm của Michael Porter đó là tất cả chúng ta phải đánh giá các cái hoạt động ở trong công ty, ở trong nội bộ công ty đó, để mà đóng góp vào tạo ra giá trị cho khách hàng, là cái giá trị mà khách hàng người ta mua cái sản phẩm dịch vụ của mình họ nhận được đó, đó là những cái giá trị tạo ra cho khách hàng. Đã. Và chúng ta hình dung là đây là những cái chi phí mà chúng ta bỏ ra để mình làm được những hoạt động này, chi phí đây, và đây là chính là cái phần lợi nhuận của mình. Đã. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái hoạt động để tạo ra giá trị là đây. Như vậy thì các hoạt động ở trong công ty, đã, thì Michael Porter chia làm hai cái nhóm chính. Xét về cái mặt mà đóng góp cho cái việc tạo ra giá trị cho khách hàng đó, thì chúng ta có thể chia làm hai nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất nó gọi là các cái hoạt động hỗ trợ, và nhóm thứ hai là các hoạt động chủ yếu. Các hoạt động hỗ trợ là những hoạt động mà không trực tiếp góp và tạo ra giá trị cho khách hàng, còn những hoạt động chủ yếu là những hoạt động mà trực tiếp vào cái việc tạo ra giá trị cho khách hàng. Đó, hai cái nhóm riêng biệt như thế, chia ra, ông chia ra riêng như vậy. Đó. Còn chuỗi giá trị là tập hợp các hoạt động đóng góp vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng. Đó. Chúng ta hiểu như thế, nó ngắn gọn như vậy cho nó dễ hình dung. Như vậy thì khi phân tích cái hoạt động chuỗi giá trị, chúng ta sẽ phân tích theo từng nhóm. Cái nhóm thứ nhất là hoạt động hỗ trợ. Hỗ trợ chúng ta sẽ ở đây chia làm bốn nhóm, đó là hoạt động quản trị chung nè, hoạt động quản trị nhân lực nè, đúng không ạ, và hoạt động về nghiên cứu công nghệ và phát triển nè, về hoạt động về cung ứng nè, đó là bốn cái nhóm, nó gọi là cái nhóm hoạt động hỗ trợ. Còn những hoạt động chủ yếu thì nó gồm có năm cái nhóm, năm cái hoạt động. Thứ nhất là hoạt động về hậu cần nội bộ này, thứ hai là sản xuất điều hành này, thứ ba là hậu cần đầu ra bên ngoài này, thứ tư là hoạt động marketing và bán hàng này, và thứ năm là hoạt động dịch vụ sau bán hàng. Đó, đó là những, đây là những cái hàng mà trực tiếp đóng góp việc tạo ra giá trị cho sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, còn đây là những cái mà hỗ trợ vô đây, hình dung không? Như vậy thì từng cái nhóm một nó gồm cái gì? Thứ nhất là cái anh hoạt động chủ yếu, các hoạt động chủ yếu đây, hoạt động chủ yếu là cái nhóm này ha, nhóm bên dưới này. Nhưng mà hoạt động chủ yếu gồm có 5 cái hoạt động. Thứ nhất là hậu cần nội bộ, nói về hậu cần chúng ta hình dung là cái hoạt động về logistics đấy, đúng không ạ? Như vậy thì hậu cần nội bộ gồm có các hoạt động, thứ nhất chúng ta có thể hình dung là liên quan đến việc mà vận chuyển này, lưu kho này, đúng không ạ, đúng không ạ, nhận này, đúng không ạ. Bây giờ mình mua hàng về rồi đó, thì như vậy thì mình vận chuyển và mình lưu kho, quản trị tồn kho để phục vụ cho hoạt động. Chúng ta hình dung cái đơn vị sản xuất là giờ về dễ nhá. Như vậy thì để mà phục vụ cho sản xuất thì như vậy chúng ta mua hàng mình phải trở về, mình phải lưu tồn kho đó để mà phục vụ cho hoạt động sản xuất, thì đó là cái hoạt động hậu cần nội bộ của công ty. Đó, như vậy thì khi phân tích các chị sẽ phân tích giùm tôi là hai cái ý. Thứ nhất là cái hoạt động này nè, từng cái hoạt động này nè, như vậy thì nó có đóng góp vào việc chúng ta tạo ra cái sản phẩm dịch vụ tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh hay không. Đó, các hoạt động chủ yếu chị phân tích đều là nói cái đó. Thứ hai là nó có đóng góp vào việc làm cho cái giá thành sản phẩm của chúng ta rẻ hơn so với lại đối thủ cạnh tranh hay không. Tập trung vào nói hai cái gì đó giùm tôi.
Thực ra ví dụ như là công ty mình có cái hoạt động mà về vận tải tốt, như vậy thì nó giúp chúng ta giảm được chi phí, như vậy thì đóng góp vào việc giá thành mình nó thấp hơn so với cái hoạt động hậu hậu cần nội bộ của đầu vào của các đối thủ cạnh tranh. Hay là công ty chúng ta có cái hệ thống vận chuyển lưu tồn kho rất là tốt, dẫn đến là cái chất lượng nó được đảm bảo hơn so với lại các đối thủ cạnh tranh. Là thì đó là cái chúng ta phân tích hai cái ý đó, chi phí hàng, chi phí nghĩa là bản chất là gì, mình so với chi phí của hoạt động này với chi phí của hoạt động của đối thủ cạnh tranh, anh nào thấp hơn. Cái thứ hai ấy là đóng góp vào việc tạo ra chất lượng, như vậy thì cái hoạt động nội bộ của mình nè so với thủ cạnh tranh thì anh nào đóng góp việc tạo ra cái chất lượng của sản phẩm dịch vụ mình tốt hơn. Là lưu ý là chỉ là cho cái hoạt động nó thôi nha, cho cái sản phẩm dịch vụ đó thôi. Và mình có nhiều công ty, mình có thể có nhiều cái sản phẩm dịch vụ, như vậy thì mình chỉ cắt ra. Cái là cái khó của phân tích chuỗi giá trị, đó là mình phải tách ra, tách cho từng sản phẩm dịch vụ riêng ra. Cái khó của cái kỹ thuật này là như vậy. Rồi cái thứ hai là cái hoạt động về sản xuất điều hành, thì chúng ta hình dung đây là những cái hoạt động mà liên quan đến việc chúng ta sản xuất đấy, nếu mà từ cái đoạn mà có cái đầu vào đó đúng không, có cái đầu vào rồi là mình tổ chức sản xuất đúng không ạ, đóng gói các thứ cho đến lúc ra thành phẩm, toàn bộ quá trình này đó, toàn bộ quá trình này đó là cái sản xuất. Như vậy thì chúng ta cũng phân tích là cái quá trình sản xuất này nó có chi phí ít hơn so với cái đối thủ cạnh tranh hay không, hoặc là cái quá trình này mình có những cách thức làm, phương thức làm gì đặc biệt mà nó giúp cho chúng ta có được cái chất lượng sản phẩm vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh hay không. À, chúng ta phân tích hai cái gì đó. Rồi cái thứ ba là hậu cần bên ngoài, nghĩa là chúng ta hình dung là đến đây là mình có sản phẩm rồi, bây giờ đến cái đoạn thứ ba đó là cái thành phẩm này chúng ta lưu kho và mình vận chuyển đi để mình bán cho hệ thống phân phối. À, thì toàn bộ quá trình lưu thành phẩm, lưu kho, vận chuyển để cung cấp cho hệ thống phân phối, cách thức mình tổ chức, nó có giúp chúng ta giảm chi phí hơn so với cái hoạt động này của đối thủ cạnh tranh hay không, hay là nó giúp cho chúng ta làm ra cung cấp nó đặc biệt hơn so với đối thủ cạnh tranh hay không. Tôi nói ví dụ lấy cái này, tôi nói ví dụ cho các anh chị có thể hình dung cái này. Ví dụ như trường hợp của một hãng máy tính Dell chẳng hạn, để chúng ta hình dung như vậy đấy, máy tính Dell. Như vậy cái quy trình mà họ máy tính Dell họ làm đó anh chị, đó là họ sẽ có cái hệ thống bán hàng ở trên mạng, rồi sau đó họ cho khách hàng vào trong cái hệ thống của họ lựa chọn cấu hình theo mong muốn của khách hàng, rồi sau đó đặt hàng. Thì dựa trên cái nhu cầu đặt hàng đó thì hãng máy tính Dell họ mới tiến hành họ lắp ráp rồi họ lắp ráp xong bắt đầu họ đem đi họ giao, họ ship shipper đi giao cho khách hàng thanh toán online rồi. Như vậy thì như vậy thì chúng ta thấy á, là cái hậu cần nội bộ của họ này, như vậy cái cách tổ chức của họ làm như vậy dẫn đến là gì, dẫn đến là họ không phải chuẩn các linh kiện của họ, họ để rời hết, nên là họ không bị cái tồn kho nhiều, tại khi khách hàng đâu làm đó giảm được cái chi phí tồn kho. Cái quá trình sản xuất của họ thì đương nhiên là lâu hơn, nó kém hơn so với thủ chạy, tại vì lúc đó khách hàng đặt hàng mới lắp lâu hơn, nhưng nó có cái lợi thế hơn là gì, là làm ra cái sản phẩm sát với nhu cầu khách hàng, thay vì là các hãng máy tính khác là họ lắp ráp sẵn các cái loại cấu hình rồi sau đó bắt đầu đem lên trưng bán. Như vậy thì mình mua có thể là mình mua cái máy nó chỉ gần gần với cái nhu cầu của mình thôi, nó không hoàn toàn được như cái nhu cầu của mình, nhưng bây giờ vô cái hãng Dell là nó sát với cái nhu cầu khách hàng đó. Như vậy thì nó giúp cho hãng Dell, thế nhưng họ bán được cái sản phẩm đó nó phù hợp nhất với cái nhu cầu của khách hàng, tại mình là khách hàng phải người chọn cấu hình mà đó. Rồi cái chi phí họ rẻ hơn, tại vì họ không mất cái chi phí tồn kho thành phẩm nhiều, nhưng cái hậu cần bên ngoài này thì nó rẻ hơn, rồi chi phí
họ làm đến đâu họ đem giao hàng đó, không phải tồn kho đó. Rồi ví dụ vậy thì đó là cái mà đó mình phân tích, mình phải so sánh như thế cụ thể như vậy. Rồi tiếp theo là tương tự như vậy là cái hoạt động marketing và bán hàng, thì cái này anh chị dễ biết rồi, liên quan đến các hoạt động từ chúng ta xúc tiến đúng không ạ, quảng cáo, thiết lập hệ thống phân phối, các chính sách bán hàng vân vân, là cho nên khi bạn so giữa cái cách mình làm với so với các đối thủ cạnh tranh. Và hoạt động cuối cùng là sau bán hàng liên quan đến các hoạt động về bảo hành, bảo trì các bạn, hướng dẫn khách hàng sử dụng, chăm sóc khách hàng khi họ gặp sự cố vân vân, là đó là cái hoạt động sau bán hàng. Thì đó là cái nhóm thứ nhất, đó là nhóm các hoạt động chủ yếu. Rồi các hoạt động thứ nhóm thứ hai đó là hoạt động hỗ trợ. Như vậy thì hoạt động hỗ trợ là gồm bốn cái nhóm hoạt động, đó là hoạt động quản lý chung nè, hoạt động quản trị nhân lực nè, hoạt động về nghiên cứu công nghệ và phát triển hệ thống nè, và hoạt động cung ứng. À, bốn hoạt động quản lý chung gồm những hoạt động nào? Trong cái quản lý chung này nó có nhiều. À, thứ nhất là chúng ta thấy là về hành chính, chúng ta hay kế toán này hay gọi là cái phần quản quản lý chung đấy. Thì như vậy chúng ta đánh giá có thể là về cái chi phí quản lý chung như thế nào. Đó. Rồi về mặt thủ tục, cơ chế hoạt động ở trong công ty nó có rườm rà gì không, chúng ta phân tích ở đây. Rồi cái thứ hai là mình phân tích về hoạt động về kế toán tài chính, cái việc theo dõi kiểm soát giám sát hoạt động kế toán cũng như là tổ chức cái nguồn tài chính của công ty như thế nào. Hoạt động thứ hai, hoạt động thứ ba đúng không ạ, thì có thể liên quan nữa, đó là liên quan đến hoạt động về quản trị về về pháp lý, kiểm soát về thực hiện về pháp lý. Như vậy ngân hàng là chắc chắn có cái này đúng không ạ, về pháp chế đúng không ạ. Rồi hoạt động tiếp theo là về vấn đề về an ninh an toàn, về phòng cháy chữa cháy, về bảo vệ vân vân, về hoạt động về quản trị hệ thống thông tin liên quan đến tổ chức cái hệ thống về công nghệ thông tin. Như vậy trong cái này nó có nhiều hoạt động nha các anh chị, nhưng mà nó có nhiều cái hoạt động lắm. Rồi tiếp theo đúng không ạ, có thể nói chung một cái điểm nói chung tách ra, đó là cái truyền thông xã hội, nó tách với cái phần marketing nha các bạn. Thường thường nó nằm ở trong cái phòng phần marketing, nhưng mà cái hoạt động này có thể thường nó trong đó chúng ta có thể chia riêng này. À, đúng không ạ? Và những cái chi phí chung khác, đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý trong cái hoạt động này. Rồi tiếp theo đó là hoạt động về quản trị nguồn nhân lực, quản trị nhân lực. Về quản trị nhân lực thì liên quan đến các hoạt động như là tuyển dụng các bạn, chúng ta cũng phân tích là chi phí và nó đóng góp gì cho việc tạo ra chất lượng ha. Tất cả những cái hoạt động trong cái chuỗi chị đều là hai cái ý đó hết các bạn. À, thì chúng ta phân tích tiếp là như vậy, thì về hoạt động tuyển dụng chúng ta có được những cái kế hoạch, có được những cái chính sách, có được cái cách tuyển dụng phù hợp để thu hút được những người giỏi không đúng không. Rồi hoạt động đào tạo, chúng ta có tổ chức các cái lớp đào tạo, các cái khóa đào tạo phù hợp với cái nhu cầu để mà giúp cho nhân viên họ làm việc tốt hơn để giảm chi phí, hay là giúp cho nhân viên họ làm ngon hơn để mà tăng cái chất lượng. À, rồi các cái chính sách thù lao để tạo động lực cho người lao động mình đang làm so với các đối thủ cạnh tranh như thế nào. Và đó, rồi các cái vấn đề về văn hóa, về môi trường làm việc là chúng ta có thể đề cập đến ở trong cái quản trị nhân lực. Hoạt động thứ ba ở trong đây tức là hoạt động về nghiên cứu về công nghệ và phát triển hệ thống, bản chất đó là liên quan đến cái chuyện đó là chúng ta nghiên cứu về cái hoạt động R&D
Đầu tiên là AI nghĩa là cái khả năng nghiên cứu để mà cải tiến, áp dụng công nghệ mới và cải tiến cái hoạt động của công ty, cải tiến đưa ra sản phẩm mới của công ty như thế nào, của cái đội ngũ nghiên cứu phát triển của mình. Đã. Cũng vẫn là gì? Cải tiến, cái việc mà cải tiến mình nó có giúp cho mình làm nhanh, ngon để mình giảm chi phí so với đối thủ không? Hoặc là giúp cho chúng ta làm ngon để mình đưa ra những cái sản phẩm chất lượng hơn cho đối thủ không? Và cuối cùng đó là cái hoạt động cung ứng, các bạn quản trị chuỗi cung ứng đấy, F, các bạn SCM á, Supply Chain Management đó. Như vậy thì liên quan đến việc là như vậy thì thứ nhất là chúng ta đang cái năng lực về quản trị cái chuỗi cung ứng của mình, thì có là cái chuỗi cung ứng của mình so với các đối thủ cạnh tranh như thế nào, cái chuỗi cung ứng mình quản lý tốt để giúp nó giảm chi phí hơn so với thủ cạnh tranh hay không, hay là mình có làm tốt để mà giúp cho tăng cái chất lượng của sản phẩm dịch vụ của mình hơn so với thủ cạnh tranh hay không. Đó là chúng ta phân tích, đó là toàn bộ cái cách nội dung để chúng ta có thể phân tích cái hoạt động của cái chuỗi giá trị này. Đấy, như vậy thì nhìn cái hình này thì nó như thế, nhưng đi vào chi tiết thì nó nhiều thứ các bạn, nhưng đây là cái hình nó tổng quát để chúng ta có cái hình dung rất là tốt về cái các hoạt động chuỗi giá trị của mình. Đó là cái cách phân tích dựa vào chuỗi giá trị, phân tích gì? Theo chuỗi giá trị ha, đó là cái một cái kỹ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để phân tích các hoạt động nội bộ của chúng ta. Và lưu ý đây là kỹ thuật mà dùng để phân tích trong chúng ta hoạch định chiến lược cạnh tranh. Chiến lược cạnh tranh là chiến lược, đúng không? Chiến lược cạnh tranh là cái loại chiến lược mà dùng cho chiến lược của một sản phẩm dịch vụ cụ thể nào đó. Đó. Quan điểm nguồn lực thì nói sau một chút. Cái phân tích thứ hai đó là phân tích dựa trên các hoạt động chức năng. Này thì cái truyền thống phổ biến truyền thống thì thường là chúng ta áp dụng cho phân tích chiến lược phát triển công ty đó, mình phân tích cái chức năng hoạt động của công ty thì chúng ta có thể dựa vào cách này. Thì ở đây là tôi đưa liệt kê một số cái chức năng điển hình thôi, còn các công ty bây giờ nó có ngân hàng, nó có chức năng khác, mỗi công ty có chức năng khác thì nó phải customize theo nha. Ngay cả cái chuỗi giá trị cũng thế, chuỗi giá trị là nguyên tắc chung như vậy, nhưng mà khi phân tích thì cho từng đơn vị nó sẽ có những hoạt động khác nhau, có những người công ty có hoạt động này không có hoạt động khác, có công ty thay đổi ngân hàng là sẽ khác đúng không ạ, sản xuất tôm khác đúng không ạ, sản xuất của hiêu sung khác, chắc chắn nó sẽ khác nhau, và ngay cả cái hoạt động chức năng cũng thế. Đây là cho nên là tôi chỉ đưa ra cái điển hình thôi, còn các chị thực ra bản chất là chúng ta phải xác định xem là những cái chức năng nào ở trong cái hoạt động của công ty của chúng ta để chúng ta phân tích. Đấy, như vậy thì tôi giới thiệu những cái chức năng điển hình, ví dụ là chức năng về quản trị của nhân lực, chức năng về tài chính, về sản xuất, về nghiên cứu và phát triển các bạn, về marketing, về văn hóa doanh nghiệp hay là cái hệ thống thông tin. Thì ví dụ như tương tự như vậy thôi, ví dụ nguồn nhân lực thì chúng ta có thể phân tích về số nhân lực, về cơ cấu, về trình độ, về đào tạo, chính sách, giống như hồi nãy phân tích về quản trị nhân lực ở trong cái chuỗi giá trị. Về tài chính các chị cũng phân tích các cái chỉ số tài chính liên quan đến chỉ số tài chính, ví dụ như là về khả năng thanh toán, thì bản chất cái chuỗi giá trị mình cũng phải phân tích như vậy. Mà chuỗi giá trị là chúng ta phân tích cho một sản phẩm dịch vụ, còn cái này là chúng ta phân tích cho cả công ty thế thôi. Về các cái chỉ số về đòn bẩy, về hoạt động, đó là về chức năng, về lợi nhuận, về tăng trưởng, một số số về tài chính. Rồi chúng ta phân tích về hoạt động sản xuất thì giống như cái hoạt động operation của cái hoạt động chủ yếu của công ty đó, nhưng cái chuỗi giá trị nó đầy đủ hơn. Ở đây là mình phân tích cho cả công ty thôi. Và nghiên cứu phát triển cũng giống như ở trong cái chuỗi giá trị cũng có. Đúng không? Rồi hoạt động về marketing, marketing bán hàng thì ở trong cái chuỗi giá trị cũng có, tôi đã giới thiệu lại. Thì có thể mình bám theo các chức năng, rồi hay về văn hóa tổ chức, về hệ thống thông tin, thông tin nãy trong kia cũng có, về văn hóa tổ chức ở trong chuỗi chị cũng có. Đó. Thì đó là một số cái mà tôi giới thiệu các anh chị có thể hình dung, đó là cách chúng ta phân tích. Như vậy thì chúng ta thống nhất với nhau, chúng ta bám theo cái chuỗi giá trị này ha các anh chị.
bám theo cái cách phân tích của chuỗi chị để chúng ta phân tích. Rồi. Khi phân tích theo cái chuỗi chị này phân tích thì sau khi phân tích ta dựa thêm một cái quan điểm nữa, đây là cái quan điểm chuỗi chị là quan điểm của Makrabota, cái gì hình dung không? Phân tích theo chức năng này nè, cái gì hình dung là hôm trước tôi giới thiệu đó, thì theo chức năng, phân tích theo các hoạt động chức năng này nè là cái cách tiếp cận của những năm 60 mà ông chỉ giới thiệu về các cái phát triển tư tưởng quản trị đó, là họ đầu tiên họ phân tích cái môi trường nội bộ, họ phân tích theo cái này. Rồi Michael Porter những năm 70 thì Michael Porter là đề nghị phân tích cái chuỗi giá trị này cho cái chiến lược cạnh tranh của ông. Được chưa? Rồi đến năm những năm 90 đúng không ạ, thì cái cách tiếp cận của Gary Hamel ra Halas đúng không ạ, là bài này 1991 thì đó là tiếp cận dựa trên nguồn lực ABV đấy, Resource Based View. Như vậy thì cái cách phân tích này là gì? Là dựa trên nguồn lực của công ty. Và hôm trước giới thiệu với anh chị rồi, như vậy thì bản chất là xác định ra những cái nguồn lực để khác biệt để tạo ra cái lợi thế cạnh tranh. Cho nên là phân tích dựa trên cái một số cái khái niệm tôi nói sau, nói về cách làm trước đã. Nói về cách làm trước. Như vậy thì ở trong tổ chức có những cái nguồn lực, nói về xét về nguồn lực á, thì có những có thể chia làm ba cái dạng. Cái thứ nhất là cái tài sản hữu hình, đây là cái mình dễ phân tích, những cái nguồn lực tài sản hữu hình, ví dụ như là các cái tài sản vật chất, nhà xưởng, máy móc, thiết bị đúng không ạ, các thứ là mình phân tích được. Là cái thứ hai, nguồn lực tài chính. Thì cái thông tin tài sản hữu hình này nó thì nó thể hiện trên cái bảng cân đối kế toán rõ ràng và chúng ta phân tích dễ. Cái thứ hai khó phân tích hơn đó chính là tài sản vô hình. Tài sản vô hình ở trong công ty, ví dụ như nguồn lực về công nghệ liên quan đến các cái bằng phát minh đúng không ạ, các cái kỹ năng đặc biệt về công nghệ mà chúng ta có đúng không ạ, vân vân, năng lực về công nghệ của đội ngũ chẳng hạn, là cái công nghệ hiện đại của mình gì đó. Và bên cạnh nữa là danh tiếng, uy tín, những cái này là rất là khó phân tích, đúng không? Tại vì nó không có định lượng được, nó khó phân tích hơn, vô hình. Và cái loại thứ ba là cái năng lực của tổ chức, năng lực tổ chức, như là thể hiện cái khả năng mà chúng ta có thể kết hợp các cái nguồn lực hữu hình và vô hình này với nhau để có thể tạo ra những cái sản phẩm dịch vụ tốt, chất lượng, kết hợp lại với nhau. Khả năng kết hợp thì giống như kiểu là cũng chúng ta hình dung năng lực giống như tài sản hữu hình vô hình, là giống như nguyên liệu để mình chế biến món ăn, đúng không? Mình có thịt, cá, có rau, có gia vị vân vân, đó là những cái nguyên liệu ở đây. Một cái năng lực là cái khả năng kết hợp nó với nhau, kết hợp nó với nhau nêm bao nhiêu gia vị, sử dụng cá thịt phối hợp với nhau như thế nào, rau cỏ thế nào phối hợp vô để thành cái món ngon, thì đó là cái năng lực chúng ta hình dung vậy đó. Như vậy đó là ba cái loại nguồn lực ở trong tổ chức: tài sản vô hữu hình, tài sản vô hình và năng lực. Như vậy thì trong phân tích ở thực tế thì tôi không khuyến khích các anh chị phân tích theo kiểu này, vì kiểu này chúng ta rất khó phân tích. Nhưng chúng ta kế thừa cái lý thuyết của cái này. Cái ví dụ các anh chị phải đọc thêm ha. Tôi kế thừa cái lý thuyết của cái này, đó chính là cái nguyên tắc ABV. Nghĩa là cái nguyên tắc những cái nguồn lực ở trong nội bộ đó. Cái nguồn lực hay cái năng lực nào là cái mà cần phải chú ý, và bản chất của cái dựa trên nguồn lực đó là gì, đó là xác định được những cái nguồn lực mà tạo ra cái lợi thế cạnh tranh, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Và muốn tạo ra lợi thế cạnh tranh thì nó phải thỏa cái tiêu chí,
nó gọi là cái tiêu chí green. Đó, tiêu chí green. Và chúng ta gọi nếu như cái nguồn lực hay cái năng lực nào mà thỏa cái tiêu chí green này là cái nguồn lực hay cái năng lực chúng ta gọi là cái nguồn lực cốt lõi, hay là cái năng lực cốt lõi của công ty. Và đây là cái mà công ty cần phải chú ý, vì nó chính là những cái năng lực, đúng không ạ, những cái nguồn lực để tạo ra cái sự khác biệt cho công ty, tạo ra cái sự khác biệt, à, nguồn lực khác biệt. Và tiêu chí green thì hôm trước trong cái phần kia thì tôi đã giới thiệu đó, đó là bốn cái tiêu chí, đó là valuable, rare, đúng không ạ, imitation, à, nó bị lưu lưỡi, đúng không ạ, imitation, đúng không ạ, và non substitutable, đúng không ạ, inimitable và non substitutable. À, thì đó là bốn cái tiêu chí, nghĩa là cái nguồn lực này có tạo ra cái giá trị, giúp mình tạo ra giá trị không, tạo ra giá trị một cách nào, nó mới giúp chúng ta làm vẻ hơn so với đối thủ không, hay là giúp chúng ta làm tốt hơn so với đối thủ không, đó là tạo ra giá trị. Thứ hai là nó có khan hiếm không, khan hiếm là mình có, đối thủ không có, đúng không ạ, và đối thủ không thể bắt chước được và đối thủ không thể thay thế được. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải xác định. Và để làm gì, xác định được những cái đó thì lúc đó nó, chúng ta mới đáp ứng được cái gì, đó là nó gọi là một cái khái niệm nữa, đây là ta gọi là cái năng lực, nguồn lực cốt lõi ha, phân tích nội bộ và mục tiêu là sao phải tìm ra những cái năng lực, nguồn lực cốt lõi này và nó thỏa bốn tiêu chí này. À, rồi cái thứ hai là vừa từ cái nguồn lực, năng lực cốt lõi này thì chúng ta phải tính thêm, nó có một khái niệm nữa là khái niệm về năng lực cạnh tranh, mà các chị hay thấy chứ bây giờ người ta hay đề cập đến năng lực cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh là cái khả năng mà chúng ta có thể tận dụng các cái nguồn lực của mình đó để tạo ra cái sản phẩm dịch vụ có chất lượng vượt trội hơn hay là có giá thấp hơn so với lại đối thủ cạnh tranh. Thì đó là cái năng lực cạnh tranh. Đây là năng lực đấy. Đó, như vậy thì ta phân tích nội bộ, ta biết là mình có những cái kỹ năng như thế này, đúng không? Tôi đang ví dụ cái đầu bếp nãy chẳng hạn. Như vậy thì tôi có một cái năng lực, đó là gì? Cái nguồn lực đó là gì? Tôi có được những cái mối mà họ cung cấp cái rau rất là tươi và sạch, đó là nguyên liệu. Rồi tôi có được cái mối họ cung cấp thịt rất là ngon để mà chế biến. Rồi tôi có cái năng lực là gì, là tôi có cái kỹ năng về nấu bếp, nấu ăn rất là giỏi. Như vậy tất cả những cái đó tôi phối hợp lại với nhau, mà trong trường hợp này tôi mở cái nhà hàng, và tôi mở nhà hàng như vậy phối hợp với nhau lại là cái gì, phối hợp với nhau lại thì có hai cách. Một là gì, những cái đó kết hợp lại là giúp tôi chế ra được món ăn giá rẻ hơn đó, so với các đối thủ cạnh tranh khác. Hoặc là tôi phối hợp là với những cái nguồn lực nguyên liệu đó, với cái năng lực nấu ăn đầu bếp giỏi đó kết hợp lại với nhau, và tôi sẽ tạo ra những cái món ăn rất là đặc biệt, có mùi vị rất đặc trưng mà không chỗ nào có. Thì đó là kết hợp lại với nhau, nó gọi là cái năng lực cạnh tranh, tạo ra những cái sản phẩm dịch vụ có chất lượng vượt trội hoặc là có giá thấp hơn so với thủ cạnh tranh. Đó là năng lực cạnh tranh, một khái niệm về năng lực cạnh tranh ha. Rồi từ cái năng lực cạnh tranh này nó mới có một khái niệm cao hơn nữa, đó là lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh là gì? Lợi thế cạnh tranh là cái ưu thế vượt trội của công ty ở trên thị trường để giúp cho chúng ta nắm bắt cơ hội kinh doanh tốt hơn so với lại đối thủ cạnh tranh. Đó là cái năng lực cạnh tranh, cái lợi thế cạnh tranh. Nghĩa là bây giờ, hồi nãy là tôi có năng lực là gì? Tôi có năng lực là tôi làm ra sản phẩm, ra cái món ăn ngon hơn, hương vị đặc trưng hơn. Như vậy thì tôi sẽ tận dụng cái đó để tôi mở nhà hàng và tôi cạnh tranh với các nhà hàng khác ở trên địa bàn. Đó là gì? Đó là những cái món ăn đặc sắc của nhà hàng của tôi. Cụ thể những cái món có mấy món đặc biệt, đến đó phải ăn mấy món đặc biệt. Ví dụ giả sử như món lẩu đặc biệt, rồi món hấp gì đó như vậy. Thì đó là những cái món mà ở chỗ khác không thể ngon bằng. Như vậy đó là cái lợi thế cạnh tranh của tôi trên thị trường, và tôi ra thị trường với cái ngọn cờ đó so với các đơn vị khác. Đó là tôi xác định cái đó để tôi cạnh tranh với các đơn vị khác. Nó là như vậy đó, là lợi thế cạnh tranh.
Đó là cái chị đúng không? Như vậy thì để chúng ta phân tích thì có một cái công cụ để giúp chúng ta xác định được cái nguồn lực khi mình phân tích nội bộ đó, công cụ để giúp ta xác định được cái nguồn lực cốt lõi cho nó tốt, đó chính là cái công cụ gọi là cái dựa vào cái nguyên tắc, bốn cái nguyên tắc của ABV, bốn nguyên tắc của RBV đó, dựa vào bốn cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất nó vẫn là dựa vào cái RIN thôi, nhưng mà cái này nó diễn giải nó đầy đủ hơn. Nguyên tắc thứ nhất, nguồn lực này thì phải có cái đáp ứng cái nhu cầu khách hàng tốt hơn so với cái nguồn lực của đối thủ cạnh tranh. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là phải khan hiếm. Khan hiếm, người ta không thể bắt chước và người ta không thể thay thế được. Đó là nguyên tắc thứ hai. Đó. Nguyên tắc thứ ba, đó là khả năng chiếm hữu. Chiếm hữu ở đây là cái gì hình dung là ai sẽ được hưởng lợi nếu như đem này ra khai thác. Đó. Thì đương nhiên là gì, mình phải phải xác định là nếu như phát huy cái nguồn lực này thì mình là cái người được hưởng lợi nhiều nhất, thì chúng ta thì công ty mình mới làm, chứ mình phát huy cái nguồn lực của mình ra nhưng mà xung quanh họ hưởng sái nhiều hơn mình thì mình không chơi, thì mình không không chú trọng để mình phát huy. Và cuối cùng nó là sự bền lâu, như là cái nguồn lực này nó phải có giá trị lâu dài cho mình khai thác. Chứ còn mình có giá trị nhưng mà mình làm một thời gian được mấy tháng cái là bắt đầu là cái thị trường nó đổ đi và cái này nó không có giá trị nữa thì mình khai thác nó sẽ không hiệu quả. Đó, như vậy chúng ta xác định cái đó. Như vậy thì trong phân tích nội bộ của chúng ta đó, đã nhiều tôi nói như vậy là xong cái phân tích nội bộ rồi đó. Như vậy khi phân tích nội bộ xong, các chị làm tôi mấy cái việc như thế này. Cái việc thứ nhất, tôi tổng kết lại tí xíu để các chị cho nó rõ ở đây. Chú ý này. Thứ nhất là khi phân tích, tích nội bộ là cái gì phải xác định được nguồn lực có giúp công ty có giá thành thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh hay không. Rồi, hoặc là nhưng mà hoặc là nó giúp công ty mình có chất lượng có thể tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lượng hơn so với đối thủ cạnh tranh không. Cái đầu tiên mình phải nói được cái đó đúng không? Rồi sau đó chị nói thêm cái đó là cái ý chính, rồi các chị cũng nói là cái này là mức độ đóng góp, góp vô nó là nhiều trung bình hay là ít, và nó là tốt hay là xấu. Ở đây là có những trường hợp là gì, nó không đóng góp vô tạo ra chất lượng cao hơn mà đóng góp vô làm cho kém hơn, như vậy nó là xấu anh chị hiểu không? Nó không đóng góp vô tạo ra giá cao thấp hơn mà đóng góp vô tạo cho giá mình cao hơn so với đối thủ cạnh tranh thì đó là xấu. Đó. Như vậy khi phân tích nội bộ đó thì cái gì phải nói được ba cái ý này. Hồi nãy phân tích bên ngoài thì nói được bốn cái ý đúng không, phân tích nội bộ thì nói ba ý là dùm tôi, chúng ta nói bốn luôn cho rồi đi cho nó thống nhất nhau cho dễ. Nghĩa là cái hiện trạng và xu hướng của một lần
vì nghĩa là hiện tại mình cũng mô tả cái hiện trạng mình đang có so với thủ cạnh tranh như thế nào. Đây là so với đối thủ, lưu ý đây để mình phải quên số cạnh tranh. Sau đó từ cái hiện trạng này thì mình mới phân tích là xem như vậy nó có giúp cho chúng ta tạo ra chi phí thấp hơn hay là cao hơn, giúp mình tạo ra sản phẩm dịch vụ tốt hơn hay là kém hơn, là bốn cái ý này khi phân tích. Được chưa? Rồi khi phân tích, rồi phân tích xong hết các yếu tố nội bộ đã phân tích xong thì chúng ta làm cái ma trận nữa, đó là ma trận IFE. I là internal thôi các bạn. Đó. Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ của công ty, và cách đưa các yếu tố này vô cũng vẫn là giống như hồi nãy tôi đưa cái yếu tố của cái ma trận EME vô, nghĩa là cũng dựa vào cái phân tích ở trên, cái phân tích và các bám theo đó chúng ta copy những cái thông tin về nguồn lực của mình đó đưa vô đây đó, thấy tôi cũng đưa vô ngắn gọn như vậy. Rồi cũng đánh giá cái mức độ quan trọng trong việc đóng góp trong cái hoạt động kinh doanh của mình bằng cái trọng số của các cái nguồn lực này, bằng cái trọng số. Rồi bắt đầu chấm điểm đáp ứng, chấm điểm đáp ứng. Các chị lưu ý giùm tôi, chấm điểm đáp ứng ở đây là có quy định, quy định tốt xấu thì chúng ta có thể suy ra đó là mạnh hay là yếu, đúng không? Như vậy thì quy định thế này, IFE đó. Như vậy thì điểm yếu bản chất là mình phân tích là 6 đó, nếu chỉ có hai trường hợp điểm thôi, điểm mạnh điểm yếu có hai trường hợp điểm. Trường hợp thứ nhất là điểm yếu là điểm một, một nữa là gì, nghĩa là mình rất là yếu so với đối thủ cạnh tranh. Điểm 2 đó là yếu so với đối thủ cạnh tranh. Như vậy điểm yếu là chỉ có 1 hoặc 2 nhé, không có chấm 3 nhé. Còn điểm mạnh, điểm mạnh 3 là so với đối thủ cạnh tranh. À, 4 là rất mạnh so với đối thủ cạnh tranh. Như vậy quy định chấm điểm ở trong ma trận IFE nó khác với là cái EFE, khác nhau ha. Rồi như vậy các chị làm cái phân tích nội bộ các chị phải chia, sau khi phân tích xong xong cái chi tiết nội bộ ra phải chia làm hai cái nhóm như thế này, như tôi phải chia làm hai cái nhóm đó là điểm nhóm mạnh và nhóm yếu, rồi bắt đầu đưa vô cái ma trận EME này. Cũng tương tự là mình lọc IFE này, lọc ra là cái mức độ tác động nếu mà nhiều quá thì mình chỉ cần lấy những thằng đóng góp nhiều thôi, đóng góp ít thì mình không lấy vô, vậy hiểu không? Để mình có sự tập trung nguồn lực, cũng lấy khoảng nhiều nhất nhiều khoảng 18 ở 16 đó, 16 ấy. Hay chú ý. Rồi chấm xong anh chị làm thêm một cái bảng nữa là cái bảng để mà kiểm tra các cái nguyên tắc của ABV. À, như vậy mình đưa những cái điểm mạnh nha, điểm yếu đưa không có đưa vô, đưa những cái điểm mạnh này vô thôi, tại vì điểm yếu không thể thỏa được cái tiêu chí ABV được anh chị, nhưng không mà chỉ có điểm mạnh mới thỏa thôi, nên là đưa điểm mạnh vô, xếp điểm mạnh vô cái bảng này. Tôi để ABV 1 cái là cái nguyên tắc số 1 của RBB đấy. Rồi ABV 2 là nó có thỏa nguyên tắc số 2 không? Thỏa nguyên tắc số 3 không? Thỏa nguyên tắc số 4 không? Nếu thỏa cả bốn cái này thì nó sẽ là cái
nguồn lực cốt lõi hoặc là cái năng lực cốt lõi. Đã. Và cái mục tiêu của mình là mình cần kiếm ra cái thằng này, kiếm ra những cái thằng mà nó thỏa cả bốn cái này này, thì đây chính là cái năng lực hay là cái nguồn lực khác biệt mà mình cần phải khai thác để mình đưa ra mình làm chiến lược này. So với lại đối thủ cạnh tranh giống như rùa vậy đó, như vậy cái khả năng bơi của nó so với anh họ là nó thỏa cả bốn cái này. Nếu mà có giúp tạo ra lợi thế so với đối thủ không, có đúng không ạ? Nó có khan hiếm không, có, mình có, đối thủ cạnh tranh không có, không thể bắt chước được. Nè, nó có khả năng chiếm hữu đúng không ạ? Nghĩa là cái thứ cái LV3 nhá, khả năng chiếm hữu nghĩa là khả năng mà khi mà khai thác thì ai được hưởng nhiều, à cái năng lực đó ai được hưởng nhiều, và thứ tư là có bền lâu không. Đó, như vậy bốn cái yếu tố này phải, thì đó là những cái mà chúng ta cần phải chú ý. À. Rồi, các anh chị có thắc mắc gì không? Tôi giới thiệu như vậy, nghe có nhanh quá không? Có thấy rõ ràng, có cần phải hỏi thêm gì thì xin mời các anh chị. Rõ rồi ha. Như vậy rõ rồi thì làm bài tập. Để tôi stop này để mai.